Ngôi nhà có 102 mang dáng dấp của một chiếc du thuyền bất ngờ mọc lên ở một ấp thuộc xã Hòa Tình, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Để hoàn thành nó, gia chủ ông Cao Văn Năm, sinh năm 1947, đã phải chi số tiền không dưới 5 tỷ đồng. Ngôi nhà được bắt tay vào xây dựng từ năm 2018, nhưng phải đến đầu năm nay mới hoàn thành. Được biết, ngôi nhà bao gồm 3 tầng với tổng diện tích 390m², bao gồm 7 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 phòng đọc sách, sân thượng và trên cùng là đài quan sát. Mỗi phòng được đánh số thứ tự, còn trang bị cả nhà vệ sinh riêng với đầy đủ tiện nghi. Từ ngày xuất hiện, nhà du thuyền được nhiều người kéo tới tham quan, xin chụp ảnh. Bất kể là ai, người chủ nhà cũng dễ tính, gật đầu cái rụp. Thậm chí ở ao bên dưới, ông còn nuôi thêm 3.000 con cá tai tượng để người đến muốn ăn có thể bắt và xử luôn tại chỗ.